Hello everyone, thank you for tuning in. My name is David A. Kwa and welcome to my YouTube channel. I want to share with you my experience with Hurricane Beryl. It touched Houston on July 5th, 2024. You were without power, electricity, for 5 days. I want to share with you my experience. So sit back and watch the footage of the big storm and the aftermath. Gió còn chưa bao nhiêu, gió giật mà, gió xoáy, gió giật mà. Anh em mới gió một chiều chứ không thấy xoáy nữa. Oh man, here it comes. The wind's getting stronger. It's raining harder. Oh my gosh, batten down the hatch. Mưa quá xe điện ơi. Không phải đâu có đi làm được. Ô hàng rào bị bể, bị gãy rồi. Sáng nhìn thấy nó rất tí tí, bây giờ rất chạy cả hàng luôn. Lo nhà mình hàng nào xa. Hàng đào nhà mình nghi quá. Nhưng mà tại vì hàng đào nhà mình cũng cũ rồi. Bên mình chắc gió nhiều hơn bên đây á. Không có nhiều cây. Gió nhà mình lúc nào cũng nhiều hơn bên này mà. Ủa mấy người mà có xài solar bây giờ người ta có điện không? Mấy gì? Quá sức. Quá mạnh lên rồi. Hôm nay thì mình được nghỉ học mà đúng không? Là hôm nay. Hôm nay là hôm nay hè mà. Anh là hè thu. Chuyện anh. Nói chuyện kia đi học lại chưa? Yeah. Well, they have summer school too, but it's still going. Ăn gì không? Nè.
Oh no! Sợ. Ngã nhánh này luôn à. Well, I say we go outside since the storm has passed and see how much damage it has caused. Wow, what a mess. There's trees falling down, fences falling down. Oh man. Oh no, the tree fell. Just survived Hurricane Barry. We have no power right now. You guys can see trees, debris, all over the place. Good at house. The power hasn't returned, but we're doing fine. The house is in good condition. So is the yard. Wonder when we're gonna get some power back. Cây cũ rồi nó mục là xô luôn. Cây kia rớt mà. Không, này mới rác rết không chứ có gì đâu. Có gì, bãi cành bãi gì đó, nhưng một vài cây gãy bên kia mình thôi. Well, we drove around the neighborhood. A lot of fallen trees and fences. Some of the businesses around here are in bad shape too. Đắp luôn cái cây chứ phải cậy đâu, đắp luôn cái gốc rồi nè. Hiện nhà mình không sao. Oh man, look at this long line to get some gas. This is like the only working gas station in the area. Can't believe it. Crazy. Mình kia luôn. Show it to me. What happened to the gummy bear? So I left this out in the car. Ew. It melted into one giant chunk. Does it still taste like gummy bears? Probably not good for you. Này á, nhà bỏ ra một cái khuôn mới nấu lại. Well, here's our setup. It's a little cooler to sleep downstairs. We got this fan attached to this battery pack that I have conveniently charged in my car. We also got this, we got my Nintendo Switch, this smaller battery powered fan also. So we're doing all right. Yeah.
We're driving around some of the local stores. Still see a lot of falling trees. No electricity in a lot of these places, so businesses aren't running. Only a few stores are running on generators and such. It's a mess everywhere we go. Here we are inside a Kroger grocery store. As you can see, not all the power is on. A lot of refrigerated items are left in the back in storage or something like that. I don't know. We are not selling any refrigerator or frozen items because there's no power to run them. They took them all in the back or something. I don't know where to put it. Look at this. It's like an abandoned grocery store. Nothing works in here. All the power's off. Gotta use a flashlight just to read the labels. Look at this. No fish, meat, ice cream, frozen entrees, vegetables. It gone. It gone. Look at this place. It's like abandoned. No food. You can get bags of chips or something. Some cookies. Anything that requires a refrigerator or a freezer. Nothing. Man. Cái xăng nào bắt đầu xèo vô. Không cần nữa rồi, xe nào do đầu chờ không cần. Là tao đi tấn cây xăng khác. Mới đây mấy cái này đâu mở cửa. Nó có điện lại rồi, đang mở cửa đó. Cái gì? Mấy nãy đâu mở cửa, giờ có điện rồi đó. Nó biết khơi nhà mình có điện không ha. Hy vọng nhà mình có điện cho con xe trước. Chỗ này mát thật yên. Mát rượi đúng không? Thắm đi là lấy cái quạt cho em chứ. Có cái quạt. Quạt này cho nó mát. Nó khô thì cho nó mát. Here we are, another night with no electricity, but we do have this solar-powered light from out in the garden. This mini fan is running off this phone charger battery. We're doing all right. Even got this radio that runs off AA batteries. So we're comfortable. I sleep on the floor again. The tiles are cool. Yeah. Mát mà hơi đau lưng. Lập you. Lập you. Another day with no power. We're gonna visit my parents today, see how they're doing. Mình phải đích cái hồ mang lên là mình phua xi men rồi để mấy đứa nó làm. Thằng này nó làm được hai cái chỗ này rồi. Cái chỗ này với bố là nó chưa làm rồi. Còn cái này làm last year là nhớ không? Mà nó almost cái này. Thấy em con? Ủa, nó waving. That way đó con. Yeah. Bây giờ very much nè.
Tè nó đắp rồi. Yeah. Tè nó đắp rồi. Nó bị cái bệnh nè, bệnh quấn lá nè. Nó bị quấn lá nè. Mà có hai loại. Bố có cái này rồi. Yeah. Bố cái sinh của người ta rồi. Mà cái này không biết không? Nó màu, nó gọi là Nhật. À đúng rồi, có loại của Nhật. Của Nhật á. Này đợi mấy bữa trời nắng lên á, bố pha miếng xà bông rồi chén á. Ừ. Bác với lại miếng chanh á. Vậy à. Mà loãng thì khoảng sẽ xịt. Ok. Xịt lên đây. Ừ. Em dứt nó đi. Có chứ, từ từ tí nữa. Thấy chưa? Oh no. Man, nó mới móc cái này đau đi vậy. Nó xí nó không bảo phọc. Too heavy cho mình. Too heavy để lít nó ấp. Thì con đây. Thôi. No big deal. Mình roll a new plan cái này. Roll a new one. Buồn với. Ừ, chứ nó như thế này rồi, nguy hiểm lắm. Có nhiều nước. Yeah, see. Clean rồi. Ừ, qua. Trên này nó rớt xuống. Thấy chưa? Rớt xuống xong là mình có cái pump đó con. Thấy chưa? Có cái pump là mình deliver. Chứ mấy cái thùng xa kia hay là mình pump ra đây too much water. Đó, mình remember mấy cái tree nào nó đai đó nè. Giờ mình phải cưa nó rồi trồng cái mới thôi. Qua cái này qua. Cắt ngay chỗ này thôi. Bây giờ nó split in half ra. Đó, cái này maybe cần qua half bố tí. Đó. So a couple of these tree limbs broke. So we're gonna cut off the dead branches here to help my dad a little bit. So enjoy the show here. Morning. Hi, Jimmy. Jump on. One more break. Hết luôn.
nghiệm con. Gãy ra như vậy đó con. Ồ, mà lớp nghịch, lớp đạt. Lại như khoảng quay. Còn lấy bên đấy. Yeah, ồ, mày cứ nghịch. Mà sẽ vai con này. Lớp đấy nó bị cháy hay gì vậy? Ồ, nó vậy nó bị đi gì hay cái gì. Mua của nó. Cây rơ. Đâu? Oh yeah, wow, see, chồng nó non quá đó. Hopefully nó sống con này. Cái này là phải bứng đi rồi. Không, thật sự đi mà có mấy xe phu nó lên, thẳng nó lại rồi đắp đất thì nó survive tiếp. Còn không thì thôi đốn đi. Cây này nghiêng đây luôn. Nó cũng rộ đất lên kìa, thấy không? Ừ, rộ đất. Mà không đến nỗi như là cái gia đình cái gì, Tân Định. Phải là Khoa. Tân Định, con show của mình. You're crazy. That's crazy cái này. Đi đường nào, đi đây cho rồi không? Phải đi ta? Thẳng luôn đi. Thẳng luôn hả? Ok. Càng nữa. All right, looks like power's coming back. Cái xăng nào bắt đầu xèo vô. Không cần nữa rồi, xe nào do đầu chờ không cần. Là tao đi tới cây xăng khác. Mới đây mấy cái này đâu mở cửa. Ừ, nó có điện lại rồi, đang mở cửa đó. Cái gì? Mới nãy đâu mở cửa, giờ có điện rồi đó. Mà biết khơi nhà mình có điện không ha? Hy vọng nhà mình có điện cho con cây đuốc. All right, cavalry's here. So I'm going to end my narration here. As you can see, they're working on it. They're fixing the power. And yeah, we were without power for 5 days. Hurricane Barrel. We'll remember the aftermath. I want to thank you guys for watching. Be sure to comment, subscribe. Let me know if you have any experiences like this. And I'll see you guys later. Bye-bye. Busy at work. All right. The cavalry's here. Power Grid Services. Coi cây à má. Whoa. Hmm? Nah.